Rất vui mừng được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Special Report song hành cùng Việt Nam Eurobiz phát sóng trên kênh Thị trường Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là tuần vừa qua cùng với sự tham gia của hai khách mời là ông Jack Howell, Tổng Giám đốc Công ty Bảo hiểm Prudential Việt Nam và chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh, một vấn đề gây chấn động dư luận trong thời gian vừa qua đó là vấn đề tín dụng đen đã được đưa ra trao đổi. Và như thường lệ, hãy cùng chúng tôi điểm lại những nội dung chính đã được phát sóng trong chương trình tuần qua. Con số thống kê mà Cục Cảnh sát Hình sự đưa ra về thực trạng tín dụng đen trong thời gian vừa qua thực sự là một điều đáng báo động về sự bất ổn trên thị trường phi chính thức này. Với quy mô lớn và mức độ ngày càng nghiêm trọng, tín dụng đen đã gây ra nhiều hệ lụy, từ sự bất ổn về kinh tế đến bất ổn về mặt xã hội. Các khách mời thể hiện sự quan ngại về thực tế này. I think the number is disturbing. Huge number. It's a big number, yeah. I think the number is disturbing on a couple of different levels, and we see a bit of an increase in trend of fraud because of the somewhat difficult economic conditions last year. Cái tín dụng đen đó nó đã được ấp ủ từ lâu, còn đến năm 2011 thì nó mới bùng nổ ra và ở một cái quy mô chưa từng thấy và cái tác động xã hội là rất lớn, rất nhiều gia đình là bị là ảnh hưởng và bị mất nhà cửa, bị mất đất đai. Theo quan điểm của các khách mời, chế tài xử phạt với tín dụng đen hiện nay đang được áp dụng vẫn chưa đủ tính răn đe và phòng ngừa để có thể đẩy lùi tín dụng đen, cũng như chưa tương xứng với mức độ nghiêm trọng của các vụ vỡ nợ tín dụng đen. Tôi nghĩ rằng là cần phải có sự thảo luận xem xét lại cái 10 lần của 14%. Bởi vì 14% đã là rất cao rồi. Mà lên đến 10 lần của 14% thì 140% là một cái mức lãi suất quá cao. Cho nên là cần phải xem xét lại cái điều này. Tôi nghĩ rằng là cái khung pháp luật này là không đầy đủ và việc thực thi pháp luật là quá lỏng lẻo. Cả hai khách mời cùng đồng tình rằng thực trạng tín dụng đen hiện nay một phần cũng là do công tác quản lý của chúng ta vẫn chưa thực sự chặt chẽ, thả nổi một số phương thức kinh doanh tiềm ẩn nhiều rủi ro, phức tạp và vẫn còn nhiều kẽ hở cho những kẻ tham gia vào mạng lưới này. Như tôi đã nói, như cái dịch vụ cầm đồ là hoàn toàn thả nổi. Hay là bây giờ tín dụng đen thì vai trò của ngân hàng nhà nước thế nào? Quy định ra làm sao? Các cái chính quyền địa phương tại chỗ tại sao lại không biết? I think it's important for those laws to incorporate some of the requirements of businesses in order to protect themselves and to protect consumers. Those laws are very important in order to develop the market in a responsible manner and to make sure that the market is responding to consumers' needs while closing any potential holes that may exist. Để đẩy lùi tín dụng đen, theo các khách mời, cần có sự tham gia tích cực của nhiều phía. Đầu tiên là cơ quan nhà nước trong việc hoạch định khung pháp lý. Sau đó là ngân hàng nhà nước trong việc tạo ra một hệ thống tài chính minh bạch, lành mạnh. Cùng với đó là việc tuyên truyền để nâng cao sự nhận thức của người dân, để họ tự biết bảo vệ mình trước các bẫy tín dụng đen. So I think it is important for us as a society to develop a way to better serve those small businesses and make sure that we can do that in a cost-effective way for institutions. Mm-hmm. And once we get to that level, I believe that we will see the underground markets start to disappear. Tôi cũng nghĩ rằng báo chí và truyền hình có thể đóng góp để cho người dân hiểu rằng là tín dụng đen không phải là một giải pháp mà sẽ là một tai họa đối với lại người dân nếu mà đụng đến nó. Thưa quý vị và các bạn, để tìm hiểu rõ hơn về thực trạng tín dụng đen cũng như những bất cập trong hành lang pháp lý và chế tài xử phạt đối với hoạt động trên thị trường phi chính thức này, VTV đã có cuộc trao đổi với ông Hồ Sĩ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự, đơn vị trực tiếp tham gia vào hoạt động điều tra cũng như xử lý những tội phạm liên quan đến tín dụng đen. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Thưa ông, ông đánh giá như thế nào về thực trạng của vỡ nợ tín dụng đen trong thời gian vừa qua, về cái quy mô cũng như là mức độ nghiêm trọng của những vụ liên quan đến tín dụng đen? Thời gian vừa qua thì tình hình hoạt động tín dụng đen càng ngày càng rất là phức tạp mà gây ra những cái ảnh hưởng rất là lớn. Chẳng hạn như thử là có nhiều trường hợp mà vỡ tín dụng dẫn đến là nhiều cái gia đình, nhiều cơ quan bị phá sản hoặc là khinh ra bại sản, bởi vì họ đã có nhiều người đã vì ham cái lãi suất cao cho nên là đưa tài sản của mình đi cầm cố ở các cái hệ thống ngân hàng để vay với cái lãi suất quy định, sau đấy thì cho vay lại với lãi suất cao hơn. Trường hợp thứ hai là cũng có thể huy động qua kênh bạn bè đấy, để mà huy động các cái nguồn vốn rồi cho với lãi suất cao hơn ngân hàng rồi cho lại đối tượng thứ ba với một cái lãi suất cao. Thế mà cũng có nhiều người có cái tài sản nhàn rồi, có cái tiền nhàn rồi hoặc có cái tài sản nhàn rồi, vì mục đích như vậy là không biết người ta kinh doanh cái gì cả, cũng khó để kinh doanh, nên là khi mà cái lãi suất hấp dẫn như thế họ đã cho vay và coi như là cái thủ tục cầm cố, thủ tục thế chấp quá đơn giản, nhiều khi là tín chấp, cho nên dẫn đến những cái người vay, có người vay một là người ta làm ăn thua lỗ, người ta không có khả năng thanh toán thì hậu quả là vỡ nợ. Cái thứ hai là có nhiều người vay với mục đích là lừa đảo, sau khi mà lấy cái vay của người này để trả cho người kia, sau này không mất khả năng thanh toán thì họ đã bỏ trốn. Hiện nay có một số người đã làm hoạt động tín dụng đen chuyên nghiệp dưới cái hình thức là cầm đồ hoặc là tổ chức các cái cho thuê thu mua nợ và thuê tài chính ngoài cái hệ thống ngân hàng, mà những cái người này ấy, những cái hoạt động cá nhân của tổ chức này ấy, họ thường thường họ làm rất là chặt chẽ, cho nên dẫn đến có nhiều người khi mà huy động vay họ thì như vậy là dẫn đến là như vậy là khi không có khả năng thanh toán thì dẫn đến cái tình trạng là siết nợ hoặc là siết tài sản với cái giá rẻ. Thưa ông, hiện nay thì ông đánh giá như thế nào về cái chế tài xử lý đối với những vụ việc mà liên quan đến tín dụng đen, và liệu cái những cái cơ quan điều tra như Cục Cảnh sát Hình sự thì có gặp phải khó khăn gì trong quá trình điều tra không? Hiện nay chúng ta đang gặp một cái khó khăn là hai cái điều luật đang điều chỉnh, một là cái tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, nhưng mà phải chứng minh được một cái điều là có hành vi gian dối trong cái việc huy động vốn này và đối tượng phải bỏ trốn. Hiện nay thì chúng ta cũng chưa giải thích được như thế nào là bỏ trốn và như thế nào là có cái hành vi gian dối trong cái huy động vốn, cho nên nhiều người đã lợi dụng cái việc này, đã huy động vốn nhưng mà họ không bỏ trốn, họ cho là làm ăn thua lỗ hoặc là kinh doanh là thua lỗ, cho nên là họ không có khả năng thanh toán, mà luật pháp của chúng ta thì cũng không thể xử lý những cái đối tượng này được. Điều luật thứ hai là tội cho vay nặng lãi. Hiện nay thì chúng ta phải chứng minh được là tất nhiên là cái quy định của luật pháp là phải hơn 10 lần cái lãi suất của ngân hàng quy định, nhưng mà đây phải chứng minh một cái điều là những người này chuyên sống bằng nghề như vậy, là cái nghề này và có cái hình thức bóc lột, là có cái dấu hiệu bóc lột. Thế thì vấn đề chỗ mà chúng ta cũng để khó mà chứng minh được là họ là chuyên sống bằng cái nghề này. Chính vì cái chế tài xử lý như thế mà rất là khó khăn cho cơ quan điều tra để mà điều tra xử lý đối với cái hành vi mà huy động vốn mà theo kiểu tín dụng đen như thế này. Khi mà người dân, khi những người mà cho vay tài sản họ không xử lý bằng luật được, không điều tiết bằng luật, thì họ lại quay ra họ đòi nợ theo kiểu là xã hội đen, thì dẫn đến là cái luật pháp của chúng ta là bị buông lỏng và coi thường, mới dẫn hình thành một cái hệ thống là như vậy, là ngầm để thu hồi nợ bất hợp pháp. Hệ lụy của tín dụng đen thì đã rõ, chế tài xử phạt thì vẫn đang trong giai đoạn cần phải có sự hoàn thiện và điều chỉnh. Vậy làm thế nào để tín dụng đen có thể dần dần bị đẩy lùi trong bối cảnh kinh tế hiện nay? Hãy cùng đến với một phóng sự ngắn sau đây của chúng tôi. Trên thực tế, bẫy tín dụng đen không khó nhận ra. Nếu người dân có kiến thức tối thiểu về kinh tế thị trường và không quá tham lãi lớn. Theo quy luật lợi nhuận bình quân, không có lợi nhuận cao kéo dài mà sẽ có sự cao bằng dần. Thậm chí rất nhanh chóng các mức lợi nhuận để tiến tới mức lợi nhuận trung bình như nhau giữa các lĩnh vực kinh doanh. Vì vậy, bất cứ hoạt động kinh tế nào mang lại hay hứa hẹn mang lại món lợi nhuận cao bất thường đều luôn chứa đựng những rủi ro tiềm tàng và không thể kéo dài, bền vững. Một giải pháp mang tính lâu dài và bền vững khác là chính sách khuyến khích sự phát triển mạnh mẽ và đa dạng hơn thị trường tài chính tín dụng có tổ chức,
để ngày càng đáp ứng tốt hơn các nhu cầu tín dụng chính đáng của người dân và doanh nghiệp. Và khi mà những nguồn tín dụng lành mạnh này đáp ứng được nhu cầu thực tế, thì tín dụng đen tự khắc sẽ bị đẩy lùi. Luật sư Trương Thanh Đức, Chủ tịch công ty luật Basico, một chuyên gia trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, đưa ra quan điểm về vấn đề này. Nếu mà giải pháp căn cơ lâu dài thì tôi nghĩ rằng nhà nước phải tạo ra những cơ chế về tín dụng vi mô, về những cái cơ chế hợp tác xã tín dụng và những cái cho vay mượn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Hệ thống pháp luật thì phải rõ ràng và phải xử lý được kịp thời những cái trường hợp nó vượt quá, nó gây đến cái mất an toàn cho cái xã hội chung. Thế còn đâu trước mắt bây giờ thì cần phải đẩy mạnh cái việc nhắc nhở, tuyên truyền và xử lý những cái trường hợp mà nó đã xảy ra, làm sao để cho nó hạn chế thấp nhất những cái hậu quả mà tín dụng đen nó mang lại. Trong công cuộc này cũng cần có sự tham gia tích cực của Ngân hàng Nhà nước và cơ quan chức năng trong việc xây dựng và hoàn thiện các cơ sở pháp lý cho việc quản lý, ngăn chặn và xử lý các hệ quả của tín dụng đen. Khi tất cả những chính sách này được thực hiện một cách đồng bộ, thì tín dụng đen sẽ không có cơ hội phủ bóng đen lên nền kinh tế và gây ra những thảm kịch với cá nhân và cộng đồng. Được thành lập từ năm 1998 đến nay, Eurocharm đã trở thành nơi quy tụ đông đảo của những nhà đầu tư châu Âu tại Việt Nam với đại diện của 800 doanh nghiệp. Cộng đồng doanh nghiệp này đã đóng góp rất lớn vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Môi trường đầu tư Việt Nam đã được cải thiện rất nhiều trong những năm qua. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, các doanh nghiệp đến từ châu Âu vẫn phải đối mặt với không ít rào cản. Đó cũng là những vấn đề được đề cập và phân tích trong cuốn sách trắng mà Eurocharm công bố hàng năm. Lần đầu tiên có một chương trình truyền hình đối thoại thẳng thắn và cởi mở giữa đại diện Việt Nam và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đến từ châu Âu. Mỗi chương trình sẽ bàn về một lĩnh vực khác nhau trong nền kinh tế với những vấn đề nóng, thu hút sự quan tâm của dư luận, của các doanh nghiệp, từ đó tìm ra giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, tạo đà cho sự phát triển kinh tế xã hội. Chương trình Việt Nam Eurobiz tháng 4 được phát sóng vào 21 giờ các ngày thứ Hai, 16 tháng 4 và 30 tháng 4 trên kênh truyền hình VITV. Mời quý vị và các bạn đón xem. Cùng với chính sách tái cấu trúc hệ thống ngân hàng, minh bạch và lành mạnh hóa thị trường tài chính, cũng như sự thức tỉnh của các cá nhân và doanh nghiệp trước những bài học nhãn tiền, hy vọng rằng tín dụng đen sẽ dần bị đẩy lùi và sẽ không trở thành một mối hiểm họa lâu dài đối với xã hội. Và như thường lệ, mời quý vị và các bạn đến với những nội dung chính sẽ được phát sóng trong chương trình tiếp theo, bàn về vấn đề năng lượng tại Việt Nam. Cùng với sự tham gia của hai đại diện doanh nghiệp là ông Erdalver, Tổng Giám đốc Công ty Siemens Việt Nam, ông Olivier Jacquet, Tổng Giám đốc Công ty Schneider Electric, cùng với chuyên gia kinh tế Võ Trí Thành và ông Nguyễn Mạnh Hiến, Nguyên Viện trưởng Viện Năng lượng. Chương trình Việt Nam Eurobiz tuần tới sẽ bàn về lĩnh vực năng lượng tại Việt Nam với những vấn đề bất cập đang tồn tại, cũng như tìm ra hướng phát triển bền vững cho ngành năng lượng. Năng lượng Việt Nam trong thời gian qua, đặc biệt là từ khi chúng ta có chính sách đổi mới, thì nó phát triển coi như vượt bậc. Phải nói rằng là trong hơn 20 năm thì cái tốc độ phát triển về tiêu thụ năng lượng của nước ta nói chung là cái loại cao nhất thế giới. What is interesting about this energy plan and we are following the development of energy sector inside Eurocharm in the sector committee of energy infrastructure is that the authorities in Vietnam have put together a plan enabling the next 7-8 years even to cope with the demand. It is a very ambitious plan. Một là đưa giá điện về cái mức mà tạm gọi là EVN có thể chấp nhận được. Đó. Cái thứ hai là đảm bảo được cái an sinh xã hội, đặc biệt là cái nhóm người thu nhập thấp hoặc là dễ bị tổn thương do các cái cú sốc giá. Thưa quý vị, Special Report tuần này xin được khép lại tại đây. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình tuần sau sẽ được phát sóng vào 9 giờ tối thứ Hai, ngày 16 tháng 4 năm 2012. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.